Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ quay video giới thiệu đến các bác một số cái mẫu TV màn hình 65 inch mà có bán chạy bên em, bán nhiều bên em trong tháng vừa qua. Mục đích cái video này thì để các bác nào mà đang muốn tìm mua TV mà mình chưa biết mua TV mã nào thì mình có thể tham khảo những cái mã TV mà được nhiều người chọn, biết đâu mình thấy phù hợp với gia đình nhà mình thì mình có thể chọn được TV dễ hơn. Và bác nào mà muốn mua hàng bên em hay các bác muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác cứ gọi về số tổng đài, đó là 0974178586, hoặc vào website để tham khảo giá, đó là eco-mart.vn. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay. Dòng TV thì hiện tại bên em đang có là 4 hãng chủ đạo như là Sony, Samsung, LG hay là TCL. Vì vậy mà cái mẫu 65 inch em sẽ quay 4 hãng đó để các bác xem. Và mẫu đầu tiên của dòng TV Samsung, mẫu 65 inch mà trong tháng vừa qua bán nhiều bên em, thì đó là cái mẫu 65BU8000 của Samsung các bác nhé. Mẫu 65BU8000. Mẫu BU8000 này của Samsung thì ra mắt trong năm 2022 của Samsung. Vì vậy mà nó sẽ có cái đặc điểm, đó là có cái giao diện mới của Samsung, giao diện Tizen mới, dễ dùng và cập nhật đầy đủ nhất của Samsung. Bây giờ đến năm 2024 thì vẫn được cập nhật mới của cái mẫu BU8000 này. Màn hình của nó thì có thiết kế bên ngoài rất là mỏng, thiết kế TV mỏng chỉ có 2,7cm thôi. Chân đế thì để ở hai bên. Độ rộng màn hình 65 inch thì giờ là 1m46, màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền một màu và tấm nền VA. Âm thanh của TV thì có tổng công suất là 20W, có hai củ loa hai bên và có như em nói là có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby, đầy đủ cập nhật mới nhất của năm 2024. Giao diện thì là giao diện mới, dễ dùng. Đây giao diện TV đây các bạn nhé. Cái mẫu thấp hơn đời BU8000 thì giá nó rẻ hơn, nhưng cái giao diện của TV thì nó lại là giao diện cũ. Vì vậy mà cái mẫu BU8000 này được nhiều người chọn trong tháng vừa qua. Các bác đến đây xem hàng, các bác xem cái giao diện màn hình TV thì hầu như các bác là chọn cái mẫu BU8000 này nhiều hơn so với cả mẫu rẻ hơn là mẫu AU7000 hoặc AU7007. Về mức giá của dòng 65BU8000 này thì cũng không phải là quá cao. Giá TV Samsung hiện tại đang bán cũng rất là tốt bên em. Và mẫu 65BU8000 này thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ hết quà rơi vào 11.990.000 thôi nhé, 11.990. Hàng Samsung thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Giá cực kỳ tốt, 65 inch, màn 4K, đủ tính năng, giá chỉ có 11.900.000 thôi các bạn nhé, 11.900.000. Về cái tem của TV thì em sẽ quay thêm để các bác nhìn cho nó rõ hơn. Tem năng lượng 5 sao của TV, hàng sản xuất tại Việt Nam, công suất danh định của mẫu này rơi vào 215W các bạn nhé. Về cái mẫu BU8000 này thì cổng kết nối của nó cũng có đầy đủ. Cổng kết nối từ USB đến HDMI, cổng ra âm thanh là optical, rồi cổng mạng, cổng anten đều có trên cái mẫu này. Giao diện mới dễ dùng của Samsung. Đây cậu nhé. Ứng dụng cũng có đầy đủ. Các bác vào trong YouTube, Netflix, Vion, FPT đều có. Hoặc các bác tải thêm trong phần app này. Giá thì rơi vào 11.900.000, bảo hành là 2 năm. Hàng thì đảm bảo cho các bác là hàng mới nguyên hộp 100%, hàng mới nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành. Khi các bác mua hàng thì bên em mới kích hoạt bảo hành và kích hoạt trong khoảng tầm 30 ngày. Không cố định là phải chuẩn 30 ngày sau, mà chỉ trong khoảng tầm 30 ngày thì bên em sẽ kích. Kích ngày nào thì bên em sẽ báo cho các bác và sẽ có tin nhắn trả về số điện thoại cho các bác nhé. Giá 11.900.000, mẫu 65BU8000 của Samsung. Thì đây là cái mẫu 65 inch của Samsung đầu tiên. Thì qua dòng TV Samsung, em sẽ chuyển sang 65 inch của TV TCL để quay cái mẫu TV mà bán nhiều trong tháng vừa qua cho các bác tham khảo.
dòng TV của TCL trong tháng vừa qua tại bên em mà có số lượng bán ra nhiều thì đó là cái mẫu 65C645. Đây là dòng TV QS của TCL, bán rất là chạy trong tháng vừa qua. Màn hình thì màn hình QS, màn hình đẹp 4K, rồi hỗ trợ được nhiều với tần số quét 120 và có giá thành thì cực kỳ là tốt. Đây, trên màn hình em đang quay cho các bác là mẫu 65C645 của TCL các bác nhá. 65C645. Mẫu C645 này của TCL thì ra mắt trong năm 2023. Hàng ra mắt cũng tương đối là mới của TCL. Dòng TV QS 4K thôi nhá. Đây, TV QS 4K. TV QS thì nó sẽ có công nghệ quang tùng đốt, có thêm một lớp phủ chân lượng tử giúp cho hình ảnh nó đẹp hơn. Nói về cái màu sắc trên cái mẫu C645 này so sánh với cả mẫu BU8000 của Samsung vừa rồi thì đánh giá là cái mẫu C645 này nó sẽ đẹp hơn, bởi vì bản chất của TV đó là màn hình QS các bạn nhé, màn hình đẹp hơn. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải vẫn là 4K, nhưng mà màn hình QS tần số quét của nó thì có 60Hz là tần số quét thực và được hỗ trợ lên tới là 120Hz ở cái chế độ đồng bộ sang chơi game. Rồi âm thanh của TV thì tổng công suất loa sẽ là 20W, có hai củ loa hai bên, hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision. Đây là cái mẫu mà cấu hình cũng tương đối là cao của TV. Sử dụng Google TV có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Màn hình Google TV thì các bác cũng nhìn thấy ngay trên màn hình đấy. Ứng dụng của nó thì rất là nhiều, đầy đủ hết ứng dụng và rất là dễ dùng. Cái ứng dụng, cái hệ điều hành Google TV thì gần như là cái hệ điều hành mà quen thuộc nhất với người sử dụng rồi. Về cái mức giá của dòng 65C645 này thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ đi hết quà rơi vào 10.890.000. Các bác có thể thấy là màn hình TV đẹp hơn so với cả Samsung BU8000, nhưng giá thành của nó thì rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu. Chính vì lý do này thì mẫu TV 65C645 bán rất là tốt trong tháng vừa qua tại bên em. Các bác mà không quan tâm đến thương hiệu quá nhiều thì các bác thường chọn dòng TV của TCL mẫu C645 này, bởi vì nó có cấu hình cao, màn hình QS, màn hình đẹp và giá thành tốt, 10.890.000. Hàng thì vẫn là bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Sản xuất thì đều là cùng của Việt Nam hết các bạn nhé, giống Samsung đều sản xuất tại Việt Nam. Và cái thiết kế bên ngoài của dòng C645 này cũng có thiết kế rất là đẹp. Thiết kế là viền mỏng, viền bằng kim loại. Viền mỏng, viền bằng kim loại, chân đế thì để ở hai bên. Cái tem của TV thì đây, hàng Việt Nam sản xuất. Công suất danh định của mẫu này rơi vào 230W các bạn nhé. Công suất của mẫu này thì còn cao hơn so với cả dòng Samsung. Chứng tỏ cái màn hình TV ấy, nó sẽ có nhiều cái công nghệ hơn, bóng nét nó cũng có thể nhiều hơn, vì vậy mà cái công suất dùng tiêu thụ điện nó cũng sẽ cao hơn. Cái hệ điều hành Google TV thì sẽ cho các bác là cái điều khiển giọng nói rảnh tay, các bác sử dụng câu lệnh là OK Google để điều khiển với TV được trên cái mẫu này. Còn Samsung thì sẽ không được, Samsung thì các bác phải nói qua điều khiển. Đấy cũng là một cái điểm khác biệt giữa dòng TCL với cả dòng Samsung. Thì mẫu C645 này là cái mẫu thứ hai và mẫu của hãng TV TCL. Thì sau hãng TV TCL em sẽ chuyển sang dòng TV của LG để cập nhật cho các bác. Dòng TV LG màn hình 65 inch, một cái mẫu TV mà bán chạy trong tháng vừa qua tại bên em thì đó là mẫu 65UR7550PSC. Đây là cái mẫu mà ra mắt mới trong năm 2023 của LG, màn hình 65 inch. Độ rộng màn hình 65 inch thì vẫn là 1m46. Đây là mẫu TV của LG nhập khẩu tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Mẫu 65UR7550PSC. Dòng TV của LG trong năm 2023 mới ra mắt ấy, thì nó được cải tiến rất là nhiều về cái độ sáng màn hình. Những cái mẫu cũ đời trước đó như là 2021, 2022 thì em vẫn nói các bác là những cái dòng đời thấp ấy, thì cái độ sáng màn hình nó thấp, nhìn nó hơi tối. Nhưng với cái mẫu TV 2023 này thì nhìn cái độ sáng màn hình nó cao hơn, màu sắc từ đó nó cũng sẽ đẹp hơn. Các bác nhìn trên hình ảnh thấy ngay là cái hình ảnh màu sắc rất là OK, rất là sáng, không thua kém gì các hãng như là Samsung và Sony nữa. Mẫu 65UR7550 này thì thiết kế bên ngoài là viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì để hai bên. Hầu hết những cái mẫu TV mà giá tốt, giá rẻ thì chân đế đều để hai bên. Và
Màn hình thì độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét là 60 thôi. Các bác xem VTV, xem YouTube, xem giải trí bình thường, rất là ok, thoải mái rồi. Âm thanh của TV thì tổng công suất là 20W, gồm 2 củi loa hai bên. Mẫu TV mà mới trong năm 2023 của LG, giao diện cũng là giao diện WebOS mới, có điều khiển tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote các bạn nhé, điều khiển chuột bay. Đây là giao diện của TV đây. Mẫu này thì giao diện tương đối là mới các bạn nhé, giao diện mới của TV LG. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Ứng dụng thì nó cũng sẽ có đầy đủ tất cả ứng dụng rồi, không thiếu bất kỳ ứng dụng nào so với các hãng như là Samsung hay là TCL. Giao diện WebOS riêng của LG, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và cái điều khiển chuột bay là một cái đặc điểm đặc trưng, đặc điểm riêng của dòng TV LG. Riêng dòng TV LG mới có điều khiển chuột bay, còn các hãng khác thì không có. Cái điều khiển chuột bay thì các bác sử dụng giống như là một cái con chuột trên máy tính ấy, thì mình sẽ điều chỉnh nó nhanh hơn so với cả những cái điều khiển khác. Mình sẽ không cần phải bấm quá nhiều nút và nó sẽ bền hơn. Đấy là một cái đặc điểm rất là hay ở dòng TV của LG. Về các cổng kết nối của dòng UR7550 này thì cũng sẽ có đầy đủ tất cả các cổng kết nối các bạn nhé. Đây là mặt sau của TV. Cổng kết nối của TV thì ở đây. USB, rồi cổng HDMI, cổng anten, cổng optical, cổng mạng. Đấy, có đầy đủ hết tất cả các cổng kết nối rồi. Các bác mà muốn treo tường thì các bác bỏ chân đế đi, các bác mua trên giá treo các bác cũng bắt được. Giá treo tường của dòng 600 Minh thì bên em đang bán là 200.000. Về mức giá của dòng 65UR7550 này thì hiện tại đang bán bên em giá cũng rất là tốt. Mẫu này thì trừ hết quà chỉ còn 11.220.000 thôi. 11.220, mẫu 65UR7550. Hàng thì nhập khẩu tại Indonesia. Bảo hành thì 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ đổi mới trong vòng 30 ngày nếu như có lỗi do nhà sản xuất. Đây là cái tem của TV đây. Công suất anh định của mẫu này rơi vào là 190W các bạn nhé. Nói chung là về công suất anh định thì cái mẫu của LG này thì thấp nhất so với cả Samsung và TCL em vừa mới quay. Thấp hơn so với cả Samsung và TCL thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn. Thì qua dòng TV LG này thì em đã chuyển sang tiếp theo mẫu thứ tư, đó là mẫu của TV Sony để cùng cập nhật với các bác. Ở mẫu TV của Sony, mẫu 65 inch mà có bán tốt trong tháng vừa qua thì đó là một cái mẫu 65X80L. Thì cũng không có lạ gì về cái mẫu này, 65X80L. Đây là mẫu ra mắt trong năm 2023 của Sony. Và cái lý do mà rất là dễ nhận biết vì sao cái mẫu này bán chạy đó là bởi vì cái mức giá của dòng Sony ấy thì nó thuộc tầm phân khúc cao hơn so với cả những hãng khác. Nhưng mà trong hãng Sony, nếu các bác so sánh cùng một hãng ấy thì dòng 65X80L này thì có mức giá tầm trung, dễ mua hơn so với những cái mẫu khác. Ví dụ như là mẫu thấp hơn dòng X80L này thì sẽ là mẫu X75K. Thì mẫu 75K là mẫu hàng sản xuất tại Việt Nam và rất là ít các bác khi mà mua hàng Sony các bác lại chọn hàng Việt Nam. Thường các bác sẽ chọn hàng nhập khẩu nhiều hơn. Và mẫu 75K thì màn hình nó sẽ xấu hơn so với cả dòng X80L này. Hoặc là nói về trên cao hơn dòng X80L này thì sẽ là dòng X85. Thì cái mức giá chênh nhau khoảng tầm 3-4 triệu đồng. Vì vậy mà chính cái mẫu 65X80L này thì có mức giá cực kỳ dễ mua. Các bác dễ mua, dễ chọn trong dòng TV của Sony. Các hãng khác thì có thể là một số cái mẫu TV giá nó san sát bằng nhau. Ví dụ chênh nhau khoảng tầm 500-1 triệu thì các bác sẽ khó chọn hơn. Còn dòng TV Sony này thì mỗi cái mẫu TV nó chênh nhau khoảng tầm 3-4 triệu. Vì vậy mà cái phân khúc của nó chia ra rõ ràng hơn và các bác chọn cũng dễ hơn. Các bác nếu như muốn thì mua TV Sony thì cái phân khúc rất là dễ chọn. Và dòng 65X80L này thì có đặc điểm gì nổi bật? Nó sẽ là cái mẫu mới năm 2023, vì vậy mà nó có thiết kế viền mỏng, viền nhựa chân đế thì để hai bên chân đế to hơn so với cả mẫu cũ. Rồi cái bộ nhớ trong được nâng cấp là 32GB. Màn hình thì độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tâm nền VR. Âm thanh thì hỗ trợ đầy đủ Dolby Atmos, Dolby Vision, có tổng công suất là 20W, giao diện Google TV. Về cái màu sắc trên cái mẫu Sony này thì
đánh giá là đẹp nhất trong 4 cái mẫu em vừa mới quay cho các bác, là cái mẫu Sony này đẹp nhất. Về âm thanh thì chắc chắn là về âm thanh thì Sony chất âm của nó cũng sẽ nghe hay hơn so với cả một số cái hãng khác. Chất âm của Sony thì cực kỳ tốt các bác nhá. Chip xử lý cũng cao, chip X14K HDR hỗ trợ các bác xem những cái nội dung mà có chuẩn 4K rất là đẹp. Giao diện thì Google TV, đây giao diện của TV đây các bác nhá. Em sẽ quay giao diện của TV. Đây, giao diện của TV là Google TV, giống với cả dòng TV Sony, giống với cả dòng TV của TCL. Có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Đây là cái mẫu mà bán cũng rất là tốt trong tháng vừa qua. Cái mức giá hiện tại đang bán mẫu này thì rơi vào là 16.990. Đây các bác thấy ngay là cái mức giá nếu như so sánh mặt bằng chung các hãng với nhau thì Sony có mức giá cao hơn. Nhưng nếu như mà so về cái mẫu Sony không nhá, thì em sẽ so sánh các bác luôn là cái mẫu X75K thì rơi vào khoảng tầm hơn 14 triệu, đã chênh khoảng tầm 2-3 triệu đồng. Còn dòng cao hơn thì khoảng tầm hơn 20, dòng X85 hơn 20, chênh cũng khoảng tầm 3-4 triệu đồng. Và vì vậy mà cái phân khúc nó chia ra rất là rõ ràng để các bác lựa chọn. Về cái tem của TV ấy, thì em sẽ quay thêm cho các bác để các bác xem cho rõ hơn. Hàng Sony 65X80R Malaysia nhập khẩu nguyên chiếc, công suất định rơi vào là 230W. Hàng mới nguyên hộp 100%, bảo hành cũng là 2 năm. Bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Giá thì 16.990. Và cái mẫu 65X80R này của Sony thì cũng là cái mẫu cuối cùng trong video này. Thì trên cái video này thì em đã cập nhật cho các bác là 4 mẫu TV của 4 hãng có mức giá tốt và bán tốt, bán nhiều trong tháng vừa qua tại bên em, bên điện máy Ecomart. Hy vọng là qua cái video này các bác đã có thể cập nhật thêm, rồi mình có thể dựa theo những cái mẫu TV mà nhiều người chọn, các bác có thể tìm ra được cái mẫu TV mà ưng ý với gia đình nhà mình, phù hợp với tài chính nhà mình. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.